Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã cùng đến với chương trình Yuka Tình Yêu số 5 với chủ đề Chúa Kitô đang sống. Đây là một chủ đề vô cùng đặc biệt và rất là ấn tượng với Huy Anh. Hy vọng rằng tất cả các bài hát ở trong chương trình ngày hôm nay sẽ cho quý vị thấy một hình ảnh Chúa Kitô rất sống động trong cuộc sống của chúng ta. Và không để tất cả mọi người chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát mà bản thân Huy Anh cũng rất là thích. Với bài hát Giờ Này Đức Kitô Là Ai, sáng tác Bê Kim, qua phần trình bày của ca nhạc sĩ Thanh Hưng. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại thoáng chút dư âm và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi, một lần đến giữa đêm khuya rồi thầm cất bước ra đi để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Tôi ghen lúc tôi hơn lúc tôi yêu người. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Giờ này hồn tôi vật vờ chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui lúc tôi buồn, lúc tôi ghen lúc tôi hơn lúc tôi yêu người. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới.
Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Người
cần gì nơi con, người được gì nơi con mà người lại đến tìm con. Khi con không là gì, khi con không là gì thì người lại đến tìm con và người lại ở cùng con. Giêsu ơi, Giêsu ơi, người là ai, người là ai, người cần gì nơi con, người được gì nơi con mà người lại đến tìm con. Khi con không còn gì, khi con không là gì thì người lại đến tìm con và người lại ở cùng con. Giêsu ơi, Giêsu ơi, ngắm rừng xanh, ngắm biển sâu, con tin Ngài hằng có đó thật uy linh, tạo tác biển sâu rừng xanh. Ngắm trời cao, mây lượn quanh, con tin Ngài hằng có đó thật nên thơ, trời mây do tay Ngài làm. Ngài hằng có đó, dẫu con chưa thấy Ngài, vẫn tin trong con Ngài thật gần gũi, dễ thương. Ngài hằng có đó giữa cuộc đời thăng trầm, vẫn luôn tin vào tình Ngài thương mến giữ gìn. Ngắm thật lâu con người con, mới hay Ngài hằng có đó thật cao sâu, đã tác sinh nên đời con. Ngắm thật sâu trong lòng con, mới hay một phần linh thiêng ở trong con giống như hình ảnh Ngài. Ngài hằng có đó, dẫu con chưa thấy Ngài, vẫn tin trong con Ngài thật gần gũi, dễ thương. Ngài hằng có đó giữa cuộc đời thăng trầm, vẫn luôn tin vào tình Ngài thương mến giữ gìn. Khổ đau lúc nguy khó, vẫn tin Ngài hằng có đó ở bên con, nâng bước con trên đường xa. Khi đời vui lúc thư thái, vẫn tin Ngài hằng có đó đầy yêu thương, ban xuống cho đời an bình. Ngài hằng có đó, dẫu con chưa thấy Ngài, vẫn tin trong con Ngài thật gần gũi, dễ thương. Ngài hằng có đó giữa cuộc đời thăng trầm, vẫn luôn tin vào tình Ngài thương mến giữ gìn. Ngài hằng có đó, dẫu con chưa thấy Ngài, vẫn tin trong con Ngài thật gần gũi, dễ thương. Ngài hằng có đó giữa cuộc đời thăng trầm, vẫn luôn tin vào tình Ngài thương mến giữ gìn.
với ba ca khúc vừa rồi thì hy vọng rằng tất cả quý vị chúng ta sẽ nhìn nhận được Đức Kitô ở trong mỗi người chúng ta, xung quanh cuộc sống hiện tại của mình hàng ngày. Đâu đó là những người bạn nè, đồng nghiệp, hoặc là anh chị em chúng ta xung quanh, hay là những người đi ngang qua đường, thì Ngài vẫn luôn hiện diện ở đó. Chứ không phải Đức Kitô chỉ hiện hữu ở trong thánh đường, trong những nhà cầu nguyện không đâu. Và không biết là tất cả mọi người ở thời điểm hiện tại bây giờ có ai tự đặt câu hỏi cho mình là không biết Ngài có đang hiện hữu bên trong người con hay không, hoặc là có ai đang mong muốn được trở nên hình bóng người hay không. Ngay bây giờ xin mời mọi người chúng ta cùng đến với một ca khúc rất là tâm tình qua sáng tác của nhạc sĩ Lê Đức Hùng. Ca khúc mang tựa đề Để Con Nên Hình Ảnh Người qua phần trình bày của ca sĩ Cẩm Tú. Cùng con từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con. Để đời con đổi thay đẹp hơn, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng hoan du, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng.
để con có ánh mắt tự nhiên, để con có tấm lòng hoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Tình Chúa đến với chương trình Du Ca Tình Yêu số 5 ngày hôm nay, Huy Anh đã rủ rê được hai ca sĩ khách mời của chúng ta ngồi lại chiếc ghế này để cùng trò chuyện với tất cả quý vị khán giả. Đó chính là ca sĩ Cẩm Tú và ca sĩ Thanh Hân. Xin chào hai bạn. Được biết là hiện tại là anh Thanh Hân đồng thời cũng là nhạc sĩ và luôn cả ca sĩ đúng không ạ? Đây là một nhân tố rất là đặc biệt của nhóm Lửa Hồng Music của chúng ta. Còn bạn Cẩm Tú đây cũng rất là đặc biệt, bởi vì bạn ấy là một ca sĩ nhỏ tuổi Gen Z trong Lửa Hồng Music của chúng ta ngày hôm nay. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều thú vị đối với hai cái lứa tuổi trong chương trình ngày hôm nay nhé. Cho Huy Anh hỏi là cảm xúc hiện tại của anh Thanh Hưng và bạn Cẩm Tú hiện tại đối với chương trình ngày hôm nay như thế nào ạ? Trước hết xin được chào MC Huy Anh và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình của Lửa Hồng Music. Thật sự thì Hưng rất là hồi hộp khi mà đến với chương trình hôm nay. Hưng rất là biết ơn các nhạc sĩ của nhóm Lửa Hồng đã có lời mời Hưng đến đây để tham gia chương trình của số 5 này. Còn Cẩm Tú thì sao? Cảm xúc của em như thế nào? Em thì cũng như anh Hưng, nhưng mà không phải là hồi hộp khi mà hát, mà là hồi hộp khi trả lời phỏng vấn của anh. Tức có nghĩa là MC bộ nói chuyện khó lắm hả? Sao? Đặt ra những câu hỏi khó lắm hả? Rồi nếu mà khó vậy thì tôi khó luôn. Bây giờ thử nè. Với câu hỏi đầu tiên em sẽ dành cho anh Thanh Hưng. Theo anh thì là trong cuộc sống của anh, có bao giờ anh nghi ngờ sự hiện diện của Chúa không? Có chứ. Khi mà mình gặp những cái gian nan thử thách, hoặc là đặc biệt là trong cái đợt dịch vừa rồi chẳng hạn, mình cảm thấy là cái sự tai ương chết chóc, rồi hoặc là ngoài xã hội mình thấy những cái cảnh mà bị những cái người hiền lành bị chèn ép, rồi hoặc là khi mà mình nhìn thấy những cái cảnh ở ngoài đời, những cái người hiền lành bị áp bức, rồi những cái cảnh tai ương dịch bệnh, mình suy nghĩ rằng không biết là Chúa ở đâu, Chúa có hiện diện hay không, mà tại sao là Chúa lại để cho những cái việc này nó xảy ra như vậy. Đôi khi mình có những cái nghi ngờ và những cái lung lay, hoặc là mình xin một cái điều gì đó mà mình cảm thấy xin hoài Chúa không có cho. Có thể là trong cái suy nghĩ của mình thì mình nghĩ rằng đó là cái điều đúng, điều cần đối với mình, nhưng mà thực sự là đối với Chúa cái đó có thể là nó chưa cần đối với mình ngay lúc đó. Mình con người mà, mình cứ thấy cái này thiếu, cái kia thiếu thì mình cứ xin thôi. Nên là đôi khi mình xin mà không được á, thì mình cứ nghĩ là không biết là Chúa có nghe không, hay là Chúa có hiện diện không. Đó, như vậy. Rồi, cảm ơn câu trả lời của anh Hưng rất là nhiều. Và câu hỏi tiếp theo là dành cho ca sĩ Gen Z Cẩm Tú của chúng ta. Thì không biết là với cái tuổi trẻ của em, thì em sẽ thường lan tỏa cái đức tin của mình về đạo Công giáo của mình bằng cách nào?
Có bao giờ em thủ thỉ thầm thì vào tai của bạn bè của mình không? Hay là dùng bằng cách nào khác? Em thì không như vậy. Em thường dùng cái tiếng ca, lời hát của mình để mà loan truyền cái đạo của mình tới mọi người, tới cho những cái bạn cùng trong đạo Công giáo của mình hay là những cái đạo khác cũng vậy, và những cái bạn trẻ đang cùng lứa tuổi của em, để mà mọi người biết tới đạo mình nhiều hơn. Và đối với em thì hát là cầu nguyện hai lần, cho nên là mỗi lần mà mình hát thì sẽ thôi thúc cái đức tin của mình mãnh liệt hơn. Cảm ơn Tú rất nhiều với một cái phương thức lan truyền về đức tin của mình rất là tuyệt vời như vậy. Và Huy Anh tin rằng là với âm nhạc thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm xúc đến trái tim của người nghe nhiều hơn, cho nên là cái cách hát của bạn cũng rất là dễ dàng để mà lan tỏa đức tin của mình đến cho tất cả mọi người xung quanh, đúng không ạ? Cảm ơn Cẩm Tú rất là nhiều. Và qua hai câu trả lời vừa rồi, Huy Anh có một cái muốn nói tới tất cả quý vị khán giả, đó chính là hai cái điều này là hai cái điều mà chúng ta cảm thấy khó khăn nhất đối với mỗi người chúng ta. Huy Anh cảm nhận như vậy. Bởi vì cái điều thứ nhất là chúng ta sẽ rất dễ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa. Và cái điều thứ hai là chúng ta rất là ngại khi nói về Chúa với tất cả mọi người xung quanh. Theo Huy Anh thì đối với Chúa Giê-xu Ki-tô là một cái người rất là bao dung, là một cái người lan tỏa tình yêu, dạy chúng ta về bằng tình yêu. Cho nên là Ngài sẽ không có cho chúng ta sẵn một cái lối đi đẹp đẽ nào hết. Ngài sẽ không cho chúng ta một cái trái thơm, trái ngọt nào hết, mà Ngài sẽ cho chúng ta sự thử thách, sự kiên nhẫn để chúng ta quyết tâm vượt qua thử thách đó để mà gặt hái được cái thành quả của mình. Đó là điều mà Chúa gửi gắm tới. Tuy nhiên là trong cuộc sống của mình thì rất là dễ bị sa ngã vào những cái luồng suy nghĩ là những cái lúc khó khăn thì không biết Ngài ở đâu, Ngài làm gì, con cầu nguyện, con năn nỉ hoài mà Ngài không thấy Ngài đâu hết, thì rất là dễ bị sa ngã vào những cái suy nghĩ đó. Đồng thời đối với các bạn trẻ như bây giờ thì chúng ta rất là ngại ngùng khi mà nói về Chúa. Thật ra thì những cái hành động rất đơn giản thôi, như là chúng ta sẵn sàng hy sinh giúp đỡ người khác, hoặc là chúng ta có thể làm dấu thánh giá trong những cái bữa ăn của chúng ta trước mặt tất cả các bạn ngoại đạo khác. Đó cũng là những cái hành động rất nhỏ mà thể hiện được chúng tôi là những người Công giáo, là những người con cái của Chúa. Vậy là đủ rồi, đúng không? Đó. Và hy vọng rằng với chương trình ngày hôm nay sẽ để lại một thông điệp cực kỳ sâu sắc đến với tất cả mọi người đang xem với Du Ca Tình Yêu số 5. Và ngay bây giờ xin trả lại không gian sân khấu cho Cẩm Tú và Thanh Hưng với ca khúc mang tựa đề Giê-xu Tình Thân Giữa Đời, được sáng tác bởi nhạc sĩ Phan Ngọc Hiến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngồi xuống bên tôi, nâng tôi lên khỏi hố sâu tội đời, đồng hành cùng với tôi để từ nay bước sao vui. Có một người bạn đã đến bên tôi, kể cho tôi nghe về những ước mơ tuyệt vời, và nói với tôi đã yêu tôi lâu lắm rồi. Bạn Giê-xu đang nói với em câu tỏ tình, cho kiếp sống luôn tưng bừng tươi sinh. Bạn Giê-xu đang nói với anh trong cuộc đời, muôn thuở xin cứ yêu thương. Có một người bạn ngồi xuống bên tôi, nâng tôi lên khỏi hố sâu tội đời, đồng hành cùng với tôi để từ nay bước gieo vui. Có một người bạn đã đến bên tôi, kể cho tôi nghe về những ước mơ tuyệt vời, và nói với tôi đã yêu tôi lâu lắm rồi. Bạn Giê-xu đang nói với em câu tỏ tình, cho kiếp sống luôn tưng bừng tươi sinh. Bạn Giê-xu đang nói với anh trong cuộc đời, muôn thuở xin cứ yêu thương. Thank you.
reo vui. Có một người bạn đã đến bên tôi, kể cho tôi nghe về những ước mơ tuyệt vời, và nói với tôi đã yêu tôi lâu lắm rồi. Bạn Giêsu đang nói với em câu tỏ tình, cho kiếp sống luôn tương bừng tươi sinh. Bạn Giêsu đang nói với anh trong cuộc đời, muốn thuở xin cứ yêu thương. Bạn Giêsu đang nói với em câu tỏ tình, cho kiếp sống luôn tương bừng tươi sinh. Bạn Giêsu đang nói với anh trong cuộc đời, muốn thuở xin cứ yêu thương. Bạn Giêsu đang nói với em câu tỏ tình, cho kiếp sống luôn tưng bừng tươi sinh. Bạn Giêsu đang nói với anh trong cuộc đời, muốn thuở xin cứ yêu thương. Với chủ đề Du ca tình yêu số 5 ngày hôm nay, hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ cảm nhận được rằng chính Chúa Kitô đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày thông qua anh em, bạn bè và tất cả mọi người xung quanh. Để từ đó chúng ta sẽ lan tỏa tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô đến với tất cả mọi người xung quanh mọi người nhé. Và bây giờ Huy Anh, Thanh Hưng và Cẩm Tú xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào chương trình Du ca tình yêu số 6 sắp tới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.